Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 21 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tại Trung Quốc vào tối qua lại tiếp tục hứng chịu một thảm họa nữa từ trên trời giáng xuống khi ba tiểu hành tinh còn gọi là thiên thạch đã lao ra khỏi quỹ đạo và lao xuống trái đất. Điều kỳ lạ đến một cách khó tin là cả ba đều rơi nhằm vào các địa điểm tại ba nơi khác nhau của Trung Quốc như bán đảo Lôi Châu, Thiểm Tây và cao nguyên Tây Tạng, gây thiệt hại về người và tài sản tại các khu vực này. Diễn biến của thảm họa mang màu sắc tâm linh này diễn ra sao? Mời quý vị khán giả lắng nghe bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, từ trước tới nay, hiện tượng thiên thạch rơi là điều thường gặp tại Trung Quốc, đặc biệt trong vòng hơn một năm qua. Trong khi những vụ thiên thạch rơi đem lại cho người ta sự may mắn và bỗng dưng trở thành triệu phú đổi đời chỉ sau một đêm, thì phần lớn nó đem đến tai họa bi kịch cho con người với những hậu quả khủng khiếp mà nó để lại. Điển hình, vào ngày 15 tháng 2 năm 2013, một khối thiên thạch từ vũ trụ lao xuống vùng Chelyabinsk thuộc miền trung nước Nga vào khoảng 9 giờ sáng. Nó bốc cháy trong khí quyển gây nên những tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Vụ nổ đã khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và bị thương, gây thiệt hại vật chất hàng chục triệu đô la. Sang chấn từ vụ nổ khiến hàng vạn cửa sổ trong vùng vỡ tan, phần lớn nạn nhân bị thương nhẹ do các mảnh vỡ kính văng vào cơ thể. Hay là vào sáng ngày 20 tháng 7, tại khu vực tự trị Ngọc Thụ, Thanh Hải cũng có một vụ thiên thạch rơi xuống. Lúc đó bầu trời vẫn còn tối, quả cầu lửa cháy xuyên bầu trời từ Bắc chí Nam, phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, mặt đất sáng rực như ánh sáng ban ngày kèm theo những âm thanh như sấm sét. Người dân địa phương thậm chí còn cảm thấy chấn động từ không trung và mặt đất. Và đêm hôm đó, một điểm sáng kỳ dị màu đỏ kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời Thanh Hải, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Rồi lại đến lúc 7 giờ 51 phút sáng ngày 21 tháng 7, một trận động đất có cường độ 4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Mạn Đa, Châu Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải, gây thiệt hại lớn cho người và của tại đây. Trong một diễn biến có liên quan vào khoảng 7 giờ tối qua, ba tiểu hành tinh tựa như ba thiên thạch sau khi đã lao ra khỏi bầu khí quyển với tốc độ cực nhanh, ước tính khoảng 14 km/h. Ba thiên thạch này đã rơi xuống tại ba khu vực khác nhau ở các huyện Tây Tạng, bán đảo Lôi Châu và tỉnh Thiểm Tây, quê hương của ông Tập Cận Bình. Khi lao vào khí quyển, một trong ba thiên thạch đã phát nổ ở độ cao 10 km với năng lượng tương đương khoảng 1.000 tấn chất nổ TNT, tạo nên quả cầu lửa lớn có thể quan sát từ khoảng cách 1.000 km. Và tiểu hành tinh này rơi xuống khu vực Tây Tạng, trúng ngay vào nhà ông bí thư khu tự trị Vương Hoàng, làm cho cả gia đình ông ta và hơn 20 binh sĩ đồn trú quân quanh khu vực dinh thự ông ta thiệt mạng. Trong khi đó, hai thiên thạch còn lại rơi xuống Thiểm Tây và bán đảo Lôi Châu. Với nguồn năng lượng có trong hai thiên thạch, khi phát nổ ước tính tương đương với vụ nổ khoảng 210.000 tấn thuốc nổ TNT, để lại hai hố sâu với kích thước ước tính chừng 170m, tạo ra hai miệng hố rộng 1.200m và đường kính gần khoảng 2 km. Vụ nổ tại bán đảo Lôi Châu đã phá hủy toàn bộ một căn cứ quân sự và làm thiệt mạng khoảng 7.500 quân, phá hủy hoàn toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị quân sự, vũ khí các loại, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Rất nhiều thi thể của binh lính đã không còn nguyên vẹn, khi vô số mảnh thịt bị văng tung tóe, vãi vung lên không trung bởi sức công phá của vụ nổ và gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Trong khi đó, tại Thiểm Tây, nhiều hành tinh hay như một thiên thạch rơi trúng vào hồ săn bằng hoàn toàn một hang động, mà được cho là Tập Cận Bình đã đúc một bức tượng cao 9m của mình đặt trước cửa hang. Bức tượng trên cũng đã đổ vỡ tan tành nhiều mảnh vụn và đầu tượng của ông Tập thì văng lăn lóc ra một nơi, tạo ra một khung cảnh hoàn toàn đổ nát. Những cảnh tượng trên vừa gây ra hoang mang cho ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc sau đó, nhưng lại là nỗi vui mừng của đa số người dân Trung Quốc cũng như dư luận bên ngoài. Nhiều cư dân bình luận đây mới đích thực là ông trời đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ có khoảng 15 dân thường thiệt mạng và bị thương trong thảm họa thiên thạch này. Diễn biến tiếp theo của sự kiện này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác có liên quan vào sáng ngày 21 tháng 7, một cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp tính từ đầu năm đến nay đang càn quét và tàn phá đảo Hải Nam cùng các tỉnh thành khác của nước này, gây ra một cảnh hoang tàn đổ nát khi cơn bão đi qua đã và đang tiếp tục làm thiệt mạng hơn 210.000 người.
cùng thiệt hại vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê, đo đếm hết được. Đặc biệt trong cơn cuồng phong của bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay, khiến cho hàng trăm binh sĩ tại đây thiệt mạng. Dư luận cho rằng coi như ông trời đang giúp các nước mà Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công như Đài Loan, tiêu diệt khí tài quân tư trang của nước này. Kính thưa quý vị, theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 7 của phía Hải quân Mỹ, bão số 7 đã đạt trạng thái siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt 220 km/h, gió giật mạnh 269 km/h. Bão di chuyển rất nhanh với tốc độ 10 km/h theo hướng Tây Bắc. Như vậy, tính đến 1 giờ sáng ngày 21 tháng 7 thì siêu bão số 9 trở thành siêu bão cấp 5 theo thang gió bão phương Tây. Bão số 9 là cơn bão mạnh nhất nhì năm 2023 tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hiệp Hoa Kỳ, vào thời điểm sáng ngày 20 tháng 7, sức mạnh của bão số 9 tương đương với siêu bão cấp 5 trên thang gió bão phương Tây. Cơn bão đó đã trở lại tương đương với siêu bão 4 và quay trở lại với siêu bão cấp 5, theo các chuyên gia nhận định là một cơn bão lớn. Hiện các nhà khí tượng học của Al Weather cảnh báo rằng, cơn bão mạnh này có thể mang đến những tác động nguy hiểm cho miền đông Trung Quốc. Cơn bão số 9 được đặt tên theo phía Philippines sau khi nó đi vào khu vực cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển, vật chất và thiên văn Philippines theo dõi. Cơn bão bắt đầu tấn công Philippines vào tối ngày 20 tháng 7 khi các dãy mây bên ngoài tiếp đến. Theo các nhà chức trách cho hay, bão số 9 được dự báo sẽ hướng về Trung Quốc và quét qua miền đông Trung Quốc vào giữa tuần này. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7, siêu bão số 9 với sức gió cấp 5 tương đương gần 271 km/h, mạnh nhất trong vòng 12 năm qua, đã quét qua đảo Hải Nam, Phúc Kiến và đang nhấn chìm thành phố Tam Á hạng 1 ở hai khu vực này. Bão lớn gây lũ lụt đã khiến cho hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và di dời đến nơi cao hơn để trú ẩn. Nhà chức trách địa phương vẫn liên tiếp nhận được những cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu trợ giúp. Chính quyền đảo Hải Nam đã liên lạc với một số lãnh đạo ở các tỉnh như Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện cho tàu bè của Trung Quốc tạm thời vào cảng trú ẩn. Theo thông tin từ cơ quan phòng chống lụt bão của chính quyền Trung Quốc, thành phố Tam Á Hạ Môn là nơi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 1.000 người đã được giải cứu, số máy khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi nhỡ cứu hộ và con số chắc chắn còn gia tăng. Giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Trung ương cho biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch ứng phó trên diện rộng và công tác khắc phục hậu quả thảm họa này có thể mất rất nhiều tháng. Chủ tịch đảo Hải Nam và thành phố Hạ Môn Phúc Kiến cho hay trận bão là một tin xấu và ngày càng xấu thêm. Chúng tôi đo được mực nước mưa những ngày qua không phải bằng in mà bằng feet. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc, cơn bão số 9 gây ra lũ lụt thảm khốc ở đảo Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành khác như Chiết Giang, Giang Đông và tình trạng rất nhiều khả năng sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Hệ thống đường dây cứu hộ khẩn cấp của các thành phố bị ảnh hưởng đã trở nên quá tải kể từ thời điểm cơn bão đổ bộ. Đừng gọi đường dây khẩn cấp nếu bạn không ở vào tình thế sống còn. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên hoảng loạn. Ông Lâm nhấn mạnh, chính quyền Trung Quốc đồng thời yêu cầu người dân không nên trốn trên các xếp mà hãy leo lên mái nhà. Có những người chui vào các xếp để tránh lũ. Xin đừng làm như thế trừ khi bạn có rìu hay vật dụng gì đó trong tay để phá mái nhà và treo lên trên. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà Trung Quốc phải hứng chịu trong vòng 12 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hải Nam trong 50 năm. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã ký ban hành tuyên bố thảm họa quốc gia cho hai khu vực Hải Nam và Phúc Kiến. Theo một thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm nay, siêu bão số 9 đã làm thiệt mạng hơn 130 người, cùng vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê đo đếm hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của siêu bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài quân sự đã bị thổi bay, khiến cho khoảng 200 binh sĩ tại đây thiệt mạng. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1970. Theo dự đoán, tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Tất cả các chuyến bay đến và đi đã bị hủy tại sân bay thành phố Tam Á, Hạ Môn, Kinh Môn, nằm trên đảo Hải Nam và Phúc Kiến. Khi mưa và gió lớn từ cơn bão bắt đầu ập xuống khu vực trên, mức độ ảnh hưởng mà cơn bão số 9 có thể gây ra cuối cùng đối với miền đông Trung Quốc sẽ còn phụ thuộc vào thời điểm cơn bão kéo về phía Bắc bởi một hệ thống bão phi nhiệt đới của phía đông Nhật Bản vào cuối tuần này. Lượng mưa được dự báo sẽ còn từ 200 đến 300 mm với hoàn lưu sau bão. Kính thưa quý vị,
Mưa lũ cũng đã khiến cho một số nơi ngập, cục bộ có nơi ngập từ 1 đến 1,5 mét. Cũng tại thành phố Vân Khẩu, Hải Nam, mưa lớn đã khiến nước lũ trên sông lên nhanh và trong phút chốc đã cuốn trôi hơn 300 con heo của một gia đình tại đây. Theo gia đình bà Chun, 54 tuổi, do tờ Xinhu cho biết, trời bắt đầu mưa và nổi những cơn cuồng phong từ 2-3 giờ tối ngày 20 tháng 7 đến khi cơn bão mạnh ập tới. Thấy mưa càng lúc càng to, nước lên nhanh, gia đình bà đã hô hào hàng xóm đến cùng ứng cứu đàn heo. Trong vòng khoảng 30 phút thì hơn 300 con heo của gia đình bà đã bị dòng nước lũ cuốn đi trong sự bất lực của gần 10 người đang đứng gần đó. Chưa kể hàng trăm những đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi của nhiều gia đình khác thiệt hại về tài sản là không thể đong đếm. Cảnh quay từ trên không được ghi hình vào sáng ngày 21 tháng 7 cho thấy một số chuồng trại bị nước lũ nhấn chìm, nông dân và người dân đã chạy đua với thời tiết để cứu những con vật của họ khỏi vùng nước dâng cao, sử dụng thuyền máy và phản lực để kéo từng con bò bị ngập trong nước của nước dâng lên vùng đất cao hơn. Nhưng tất cả đều phải bất lực với nước lũ quá hung hãn. Nếu họ không chạy thì mạng sống của họ cũng sẽ bị cuốn trôi theo những đàn gia súc. Cũng theo tờ Thông Quyền Online, sáng nay trích dẫn thông báo của chính quyền Hải Nam cho biết, hiện tượng mưa lớn đã xuất hiện ở địa phương này từ đêm ngày 20 tháng 7. Mực nước mưa trung bình đo được đạt 342,3mm, thậm chí lượng mưa đo tại thị trấn Dương Trang lên tới 440,1mm. Thông tin cho biết thêm, mưa lớn đã gây ra hiện tượng lũ quét tại huyện Nghi Nam vào lúc 8 giờ sáng nay và cuốn trôi ít nhất 250 con bò của một trang trại chăn nuôi gia súc trong địa phương này. Nhiều người chưa xác định được con số cụ thể cũng bị cuốn trôi. Sau khi hình ảnh trên được chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ sự xót xa trước những khó khăn mà người dân Hải Nam đối mặt do ảnh hưởng từ cơn bão mạnh. Nhìn mà xót xa quá, cả năm tích góp nuôi được đàn bò, đàn lợn mà giờ trắng tay chỉ sau một đêm. Người dân thật sự khổ quá, cả gia tài lớn chết uổng gì đâu. Thương thật sự, chỉ mong bão lũ qua nhanh để người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Cả cơ nghiệp biến đâu mất hết rồi, chẳng còn gì sau cơn lũ. Được biết, sau khi nhận được tin báo, các ngành chức năng lập tức triển khai hoạt động cứu trợ thiên tai, tổ chức di dời những người dân cũng như số bò còn lại của trang trại tới nơi an toàn. Thực hiện việc tẩy trùng trang trại, chăn nuôi và khu vực xung quanh cũng như tiến hành xử lý rác của những con bò bị lũ cuốn trôi. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Vân Sơn, Hải Nam cũng làm cho nhiều chuyến bay phải hạ cánh và tàu hỏa tạm ngừng khi gió mạnh. Những cơn gió và mưa lớn làm gián đoạn giao thông địa phương. Sân bay quốc tế Hải Nam, Hải Khẩu, Mai Lan đã hủy 50 chuyến bay và sân bay thành phố Tam Á đã hủy 6 chuyến trong ngày hôm nay. Tất cả dịch vụ phà eo biển Quỳnh Sơn ngăn cách đảo Hải Nam với tỉnh Quảng Đông và các dịch vụ đường sắt cao tốc chạy quanh đảo Hải Nam phải ngừng lại, trong khi hơn 100 chuyến xe buýt ở Hà Khẩu đang ngừng hoạt động kể từ lúc 10 giờ sáng. Được biết, cơn bão số 9 trước đó quét qua Hàn Quốc cũng đem đến mưa và gió lớn, ít nhất 16 người phải điều trị y tế. 700 chuyến bay bị ảnh hưởng nặng. Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu xanh dương cho cơn bão số 9, màu đỏ, cam, vàng, xanh, giảm dần mức độ nghiêm trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bản biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.